Khánh Ngọc xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, tuổi tác và chuyện ấy là những thứ có vẻ như là đồng hành với nhau. Khi còn trẻ thì ham muốn thân mật lúc nào cũng thường trực, nhưng tuổi càng cao thì ham muốn càng giảm. Đây là lẽ tự nhiên. Tuy nhiên thì có những cái trường hợp là trong một giai đoạn cao tuổi thì bất ngờ có ham muốn và khó có thể kiểm soát. Vậy thì nguyên nhân là do đâu và làm gì để giải quyết vấn đề này? Khánh Ngọc có nhận được một câu hỏi của một phụ nữ 50 tuổi với những băn khoăn về điều này. Trong video này thì Khánh Ngọc sẽ chia sẻ về câu chuyện này nhé. Chào Khánh Ngọc, tôi là nữ, năm nay 52 tuổi. Tôi có một vài lần xem video của bạn và có thắc mắc muốn hỏi bạn như sau. Sau khi mãn kinh, tôi hoàn toàn không có nhiều ham muốn chăn gối. Nhưng khoảng một năm trở lại đây, tôi thấy bản thân ham muốn tình dục rất nhiều. Cảm giác bỗng dưng nhu cầu trỗi dậy làm tôi thấy bất ngờ. Dù ham muốn nhưng chồng tôi không đáp ứng được. Năm nay ông ấy đã 58 tuổi và rất lâu rồi hai vợ chồng tôi ngủ phòng riêng, không quan hệ với nhau. Tôi muốn hỏi bạn, hiện tượng của tôi có bình thường không? Và tôi giải quyết chuyện này thế nào khi cơ thể thực sự muốn? Các bạn thân mến, Khánh Ngọc chắc chắn rằng không chỉ có riêng người phụ nữ này cảm thấy bối rối, hoang mang vì vào một cái ngày đẹp trời, cơ thể tự dưng lại đòi hỏi quá nhiều về chuyện ấy. Nó không phải chuyện hiếm gặp. Và Khánh Ngọc cũng khẳng định rằng là phần lớn phụ nữ đều trải qua giai đoạn này. Người ta gọi là giai đoạn phụ nữ hồi xuân. Tuy nhiên thì cái việc hồi xuân của phụ nữ không phải tự nhiên mà có. Nó có những yếu tố có thể tác động, kích thích đến nó. Yếu tố thứ nhất là sức khỏe. Sau khi trải qua thời kỳ tiền mãn kinh, phụ nữ cảm thấy là chán ghét tình dục. Họ không muốn gần gũi với đàn ông, không muốn gần gũi với chồng và thường xuyên trốn tránh sự thân mật. Nhưng khi giai đoạn tiền mãn kinh hoặc là mãn kinh đã đi qua được một thời gian, nếu người phụ nữ tích cực chăm sóc sức khỏe, thường xuyên tập thể dục thể thao, giữ được vóc dáng, duy trì được tinh thần vui vẻ, tích cực, thì cái sự ham muốn gần gũi sẽ quay trở lại. Tình dục hoàn toàn không mất đi mà nó chỉ ngủ một thời gian do một cái yếu tố mới tác động. Và việc nó trở lại là chuyện bình thường nếu như cuộc sống tinh thần và sức khỏe của phụ nữ được duy trì. Các bạn có thể thấy là hiện nay có nhiều người phụ nữ xấp xỉ 60 tuổi nhưng vẫn rất trẻ trung, quyến rũ, giống như là họ mới đang 30-40 tuổi vậy. Và chẳng có lý do gì ham muốn của họ lại mất đi, đúng không ạ? Yếu tố thứ hai đó là dinh dưỡng. Dinh dưỡng là yếu tố rất quan trọng để duy trì ham muốn sinh lý. Chế độ ăn, chế độ sinh hoạt hàng ngày nếu đầy đủ, thức ăn có chứa những cái dưỡng chất sẽ làm tăng lượng hormone sinh lý và thúc đẩy ham muốn chuyện ấy của phụ nữ. Ví dụ như một số loại thực phẩm có thể duy trì sự đàn hồi, cung cấp khoáng chất, giải quyết vấn đề khô hạn của chị em phụ nữ ở giai đoạn mãn kinh. Dinh dưỡng là một cái yếu tố có thể nói là quyết định tới tiến trình hồi xuân của phụ nữ. Yếu tố thứ ba đó là tình yêu. Tình yêu ở đây không phải là một mối quan hệ mới mà nó là chất xúc tác của tình yêu mang lại. Nó cũng không chỉ có tình yêu nam nữ mà là những tác động của đời sống tinh thần mang lại. Chẳng hạn như một số phụ nữ hồi xuân vì người bạn đời của mình. Một người phụ nữ có một người đàn ông yêu chuộng, chiều chuộng đúng không ạ, yêu thương, quan tâm, đối xử chân thành ở bên cạnh. Thì chắc chắn là những cái ham muốn sinh lý sẽ không bao giờ mất đi. Yếu tố thứ tư là công cụ hỗ trợ. Công cụ hỗ trợ ở đây không phải là những cái dụng cụ phục vụ cho việc quan hệ chăn gối đơn thuần. Nó bao gồm cả các loại thuốc, thực phẩm chức năng hỗ trợ sinh lý cho người cao tuổi. Khi còn ham muốn thì con người còn động lực để sống vui, sống khỏe.
Và vì thế mà không nên ngại sử dụng các loại thuốc cần thiết. Có một số lượng lớn phụ nữ hồi xuân là do sử dụng những cái thực phẩm chức năng, những loại tân dược làm cho cơ thể khỏe mạnh và nảy sinh ham muốn. Đó là những cái yếu tố cơ bản nhất tác động tới quá trình hồi xuân của phụ nữ lớn tuổi. Trở lại với những băn khoăn của người phụ nữ đã gửi đến cho Khánh Ngọc. Chị nói rằng là chồng chị đã 58 tuổi và dường như không còn nhiều ham muốn. Nhưng thực tế thì đây chỉ là suy nghĩ của chị. Thực tế chị nói rằng là hai vợ chồng đã ngủ riêng từ lâu. Đây chính là vấn đề mà Khánh Ngọc muốn nói. Chức năng tình dục của con người nó cũng giống như bất kỳ một cái chức năng nào trong cơ thể. Khi chúng ta không sử dụng nó thì nó cũng sẽ trở nên thừa thãi và tự nó sẽ loại bỏ cái chức năng đó ra khỏi cơ thể của chúng ta. Mới chỉ hơn 50 tuổi mà anh chị đã ngủ riêng thì việc người đàn ông hoặc là người phụ nữ không còn ham muốn thì đó là chuyện đương nhiên. Và ở đây thì chồng chị đang rơi vào cái hoàn cảnh đó. Yếu tố tình cảm không còn, sự tương tác tình cảm không còn, thì sự thu hút lẫn nhau cũng sẽ không còn. Có nhiều người phụ nữ cảm thấy xấu hổ, cảm thấy có lỗi khi mà cơ thể ham muốn quá nhiều, trong khi người bạn đời thì lại không có khả năng để mà đáp ứng. Một thông tin quan trọng mà những người lớn tuổi nên biết và hiểu thật sâu sắc đó là thỏa mãn ham muốn sinh lý của người cao tuổi không chỉ là tình dục thâm nhập, mà nó là chuỗi những cái hành vi vuốt ve, chiều chuộng, những cái lời nói ngọt ngào, tình cảm. Và tất nhiên là có cả tác động đụng chạm nhưng không cần quá mạnh mẽ. Nhiều khảo sát đã cho thấy rằng phụ nữ hồi xuân và những phụ nữ cao tuổi có khả năng đạt được thỏa mãn khi ân ái cao hơn gấp đôi so với phụ nữ trẻ. Bởi vì lúc này kinh nghiệm của phụ nữ lớn tuổi là yếu tố quyết định để đưa họ tới cảm giác cực khoái. Khánh Ngọc nói như vậy để chị thấy rằng là chị đừng quá băn khoăn việc phải làm gì để giải tỏa những khao khát của giai đoạn hồi xuân này gây ra. Trước tiên thì cần lấy lại cảm xúc, gây dựng lại tình cảm với chồng. Tất nhiên là cái bước đầu thì sẽ cảm thấy ái ngại, xấu hổ, nhưng nó không phải là vấn đề quan trọng. Có nhiều phụ nữ vào tuổi hồi xuân đã tìm tới những người đàn ông trẻ tuổi hoặc là trung trạng để mà thỏa mãn cái dục vọng của bản thân, hoặc là mua bằng tiền. Nhưng tất cả những cái điều đó thì đều có mặt trái của nó và thậm chí là gây ra hậu quả khó lường hết. Chỉ có cách kết nối lại sợi dây tình cảm và cùng người bạn đời khơi dậy những đam mê thì đó là một cái phương án hài hòa nhất, tốt nhất đối với chị. Khánh Ngọc khẳng định rằng là việc cơ thể chị có những cái ham muốn mạnh mẽ ở tuổi 52 là chuyện rất bình thường. Nhưng đừng vì ham muốn đó mà đánh mất mình. Nhất là ở cái độ tuổi của chị, nếu ham muốn dục vọng mù quáng thì có thể khiến cho con người ta mất tất cả. Và trên thực tế thì cuộc sống đã có rất nhiều những cái bài học đắt giá cho những người phụ nữ ở tuổi hồi xuân. Cảm ơn chị đã gửi câu hỏi cho Khánh Ngọc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Buổi chia sẻ của Khánh Ngọc ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại.